Chào quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì em đang test phối ghép giữa con rề Jinaco Bắc 4A cùng với con đẩy Onkyo M509, con đẩy khủng và là dòng cao cấp của hãng Onkyo quý vị. Đang ghép với đô la Mỹ Scott 197B, bass 40 cm quý vị. Đánh bass nghe rất là đầy, trầm sâu tròn, bass rất là sâu, trung âm thì lòng lọng quý vị. Thì con Onkyo M509 này thì trong tình trạng là rất là đẹp luôn nha quý vị. Hai đồng hồ vu cực to, hai bên hai má gỗ là ốp piano ha. Hai cái đồng hồ vu này mỗi bên nó phải mà là một gang tay á quý vị ha, một gang tay như thế này. Quý vị thấy tắt ha, bây giờ mở lên cháy đèn đỏ nè. Đóng lè là nó chuyển lại đèn vàng ha. Nó con rề gì nó cổ trên thì cũng không kém cạnh nha vị, đẹp quá đẹp. Giá con này chỉ có 4 triệu 9 thôi mà chất âm nó đẩy ra con bao này tiếng nó tuyệt vời như thế này. Con bao thì giá đang là 17 triệu 800 quý vị, mức giá cực tốt quý vị ở thời điểm này. Thời điểm này quý vị mua chơi Tết là vừa đó nha quý vị, để gần Tết là giá lên ha. Nói chung thì bây giờ giá đang rất là tốt quý vị. Và con bao Onkyo này thì đây quý vị, công suất nó lên tới 320W Insapan. Thì ở thời điểm này quý vị mua những cái mặt hàng âm thanh hay là nói chung là các cái đồ mà sử dụng Tết thì rất giá đang rất là tốt nha quý vị. Đó, chứ mà để gần Tết thì những cái này thì giá nó sẽ có cái xu hướng là nó sẽ lên. Rất đẹp. Con này thì nội thất ruột gan là cực đẹp luôn nha quý vị. Hai cái tăng phô chà bá rồi bốn cái tủ. Ra con này em có quay clip rất là rõ nét luôn cho quý vị xem nè ha. 17 triệu 8 và đô la hôm nay giá là 23 triệu 500. Thơm phức luôn quý vị. Để cái loa này trong phòng mà khỏi cần xịt phòng ha, thơm nguyên cái phòng luôn. Đánh ra là thơm nguyên phòng. Rồi, em xin kết thúc video tại đây. Quý vị có nhu cầu thì cứ liên hệ với em ha. Nhu cầu biết về chi tiết về sản phẩm nào thì cứ liên hệ. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin cảm ơn. Tiếng quá ngọt.